khúc bông này xô. Cho chi giữa đi. Thôi rồi, rồi. Đến đây thì chậu kia nó là gì? Đấy, pha đúng theo tỷ lệ trong kỹ thuật đảm bảo dinh dưỡng trong vài năm không phải nghĩ.
Vâng, cây đã thay chậu xong, chia sẻ với các bạn cùng ngắm. Cho rằng cái chậu này rất là vừa vặn, gọn, cô đọng được độ tinh túy của bệ và thân các bạn. Và cái chậu trước thì to quá. Dàn bông dăm tay cảnh rất tự nhiên.